Đáp án có thể làm bạn bất ngờ đấy, vì đó lại là một chú chuột. Nó whipping cream vào trong nồi súp, sau đó thêm vào một chút bơ. Không những thế còn ngồi tự làm sốt cà chua đặc biệt. Khi xếp đầy đủ rau củ vào thì úp một lớp vỏ bánh lên trên rồi bỏ vô lò nướng. Sau khoảng 15 phút ra thì cho ra đĩa rồi thêm sốt bơ sữa vào. Cuối cùng mang đến tay thực khách. Nhưng khuôn mặt của thực khách này rất u uất. Là một nhà phê bình ẩm thực khét tiếng, ông trước giờ chỉ toàn ăn sơn hào hải vị. Những nguyên liệu tầm thường này sao lại có thể xứng với ông được cơ chứ? Nhưng vừa đưa một miếng vào miệng thôi, ông đã phải cảm thán một cách kinh ngạc. Ông nhớ về thời thơ ấu của mình. Mỗi lần gặp chuyện không vui, mẹ đều làm cho ông món này để an ủi ông. Không sai, đó chính là điểm sáng nhất của món ăn này đấy. Hương vị của nó không phải chua cay mặn ngọt mà chính là hương vị của mẹ. Đã bao lâu bạn chưa được ăn cơm mẹ nấu rồi? Nếu như cuộc sống ngoài kia khiến bạn cảm thấy cô đơn, vậy thì hãy để bộ phim này xoa dịu bạn nhé. Remy là một chú chuột có kỹ năng nấu nướng đỉnh cao, nhưng chuyện xảy ra hôm nay khiến cậu không còn muốn vào bếp nữa. Thần tượng gắt âu của cậu vì bị nhà phê bình Anto đánh giá kém nên đã thẹn quá hóa tự sát. Remy sau khi nhìn thấy tin tức này thì liền rơi vào đau khổ, nhưng cậu lại quên mất bản thân mình là một con chuột. Phản ứng của bà lão giống hệt phản ứng của tất cả mọi người khi thấy chuột vậy. Bà cầm súng bắn loạn khiến cho trần nhà thủng lỗ chỗ. Tiếp sau đó thế giới quan của bà liền được tiếp nhận một kỳ quan mới. Cả nhà chuột sợ hãi chạy tán loạn khắp nơi vì bà lão sớm đã chuẩn bị dùng khí gas chết chung với chúng. Những con chuột trèo lên thuyền bỏ trốn nhưng lại chỉ có Remy bị tụt lại. Cậu chỉ có thể ngồi lên một quyển sách nấu ăn mà dùng tay trèo. Cậu vừa mới lượm được một cái muỗng thì đã bị bà lão bắn thủng luôn rồi. Cậu lập tức trèo thục mạng nhưng chưa đuổi kịp dòng họ thì phát hiện bản thân đã bị bỏ rơi rồi. Nhưng càng xui xẻo hơn nữa là bờ vực trước mắt cậu. Remy cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể chống lại được trò đùa của số phận. Thứ duy nhất làm bạn với cậu dưới ống cống chính là cuốn sách dạy nấu ăn này. Nhưng đầu bếp Gắt Âu trong cuốn sách đột nhiên nói chuyện. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Mặc dù Gắt Âu chỉ là ảo giác mà Remy tự nghĩ ra, nhưng điều này cũng nhắc nhở cậu rằng cậu nhất định phải ở lại Paris xa hoa này. Cậu chạy mãi rồi chạy đến nhà hàng của Gắt Âu. Nhưng điều đáng sợ là nơi này đã bị độc chiếm bởi tên đầu bếp lùn Skinner. Các bạn hãy nhìn các chú chuột này nấu ăn nhé. Vì một chút nữa thôi món súp ngon nhất thế giới sẽ ra đời đó. Bước đầu tiên là rửa tay thật sạch, rồi thêm chút hành tây với lá mê diệp vào. Bước thứ hai chính là cho tỏi và nêm nếm muối. Bước thứ ba cũng chính là bước cuối cùng, thêm ngò tây vào là xong rồi. Một nồi canh ngon nghẻ cứ thế được nấu ra nhờ vào đôi bàn tay của một con chuột. Nhưng hành động của cậu lại bị nhân viên quét dọn Linguini phát hiện. Ai dám ăn món mà do chuột nấu cơ chứ? Vào khoảnh khắc bốn mắt đờ ra nhìn nhau, Skinner đột nhiên đi vào. Linguini chỉ có thể lấy cái rổ úp lên Remy để tránh việc bị Skinner phát hiện. Mà Skinner thấy một nhân viên vệ sinh cần muỗng thì vô cùng tức giận. Sao cậu dám vào nhà bếp của tôi mà nấu ăn chứ hả? Sao cậu dám cả gan làm điều đó? Nhưng khi Skinner vẫn còn đang giảng đạo thì phục vụ lại mang súp cho khách. Lần này chết chắc rồi, súp mà nhân viên vệ sinh làm thì ai mà ăn nổi chứ? Skinner sợ hãi sự danh tiếng của nhà hàng cứ thế mà đổ sông đổ bể hết. Quả nhiên, vị khách kia dùng súp xong thì liền muốn được gặp bếp trưởng. Chắc chắn là để mắng mỏ và phê bình bếp trưởng rồi. Nhưng điều bất ngờ là, lúc sau Skinner đi vào với vẻ mặt đầy hoang mang. Vị khách đó không phải khách thường mà lại là một nhà phê bình ẩm thực. Hơn nữa, bà ấy còn rất thích món súp này. Nhưng Skinner kém cỏi vẫn còn định đuổi việc Linguini vì đã làm trái với quy định. Không ngờ lại bị toàn bộ đầu bếp ở đó phản đối kịch liệt. Thế là Skinner bảo Linguini nội trong 3 ngày phải làm ra được món súp giống thế. Nếu không sẽ phạt cậu không thương tiếc. Các bạn còn nhớ lời mình nói lúc trước không? Món súp ngon tuyệt cú mèo đó đâu phải do Linguini làm ra. Bởi vì cậu có biết nấu ăn đâu mà nấu. Nồi súp mà chỉ cần nếm một miếng thôi là ngây nhất lòng người này. Là công sức của chú chuột Remy này cơ. Vì để vượt qua bài kiểm tra, Linguini bắt buộc phải bắt tay với Remy. Điều may mắn là Remy phát hiện ra bí mật. Chỉ cần nắm tóc của Linguini là có thể điều khiển cậu như một con rối vậy. Đội mũ đầu bếp lên thì chẳng có ai phát hiện ra nữa. Qua một ngày một đêm, giờ hai người đã có thể phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Và thế là Linguini thành công nấu lại món súp đó. Linguini cũng vì thế và được thăng chức lên thẳng làm phụ bếp trong nhà hàng. Làm việc trong nhà hàng có tiền đồ rất rộng mở. Nhưng một bức thư được gửi đến khiến Skinner lại muốn đuổi cậu đi ngay lập tức. Trước khi mẹ Linguini mất đã viết một bức thư cho Skinner, bảo với hắn rằng Linguini thực ra là con trai của bếp trưởng Gắt Âu. Sau 2 năm Gắt Âu mất mà người thừa kế không xuất hiện thì nhà hàng sẽ thuộc về hắn. Nhưng người thừa kế hợp pháp như Linguini xuất hiện đã đạp đổ giấc mơ đó của hắn. Hơn nữa, chỉ còn 2 tuần nữa thì kỳ hạn 2 năm sẽ hết. Vì để mượn cớ mở miệng đuổi Linguini đi, Skinner đã bí mật để món ăn độc quyền của Gắt Âu vào menu nhà hàng. Mà món này chỉ có Gắt Âu mới có thể nấu được. Độ khó của nó có thể nói không gì địch nổi. Điều đặc biệt là thực khách Paris đều rất thích món ăn này nên đều đồng loạt gọi. Nếu như không thể làm giống thì sẽ phá hủy tất cả. Thử thách lần này khiến cho Remy cũng phải cảm thấy vô cùng khó thở. Bạn có tin được đầu bếp giỏi nhất Paris lại là một con chuột không? Chỉ thấy Remy điều khiển chàng trai mù nấu ăn Linguini bỏ nguyên liệu vào nồi. Sau đó điên cuồng nấu ăn. Mặc dù cách làm việc hơi kỳ quặc nhưng đã làm xong món ăn rồi. Hơn nữa còn là món là Gắt Âu nắm công thức độc quyền nữa cơ chứ. Nữ đầu bếp Can ET bảo phải cho loại sốt đặc biệt như trên công thức thì mới có thể dọn lên. Nhưng Remy lại điều khiển Linguini cản cô lại. Sorry.
Skinner nghe tin Linguini không những không làm bước cuối cùng, mà còn tự tiện chế ra loại suất mới mà vui vẻ trong lòng. Nhưng ngay sau đó thôi, tin vui đã đến, tất cả thực khách gọi món đó đều rất thích. Giới sành ăn Paris đều vô cùng hài lòng về món ăn này của Linguini, sau đó còn gọi thêm 7 phần nữa. Remy nhận được thành công ngoài sức tưởng tượng, tất nhiên phía sau thành công chính là góc khuất ẩn giấu. Remy chán quá không việc gì làm nên đi tìm chút đồ ăn, nhưng ma quỷ xui khiến thế nào mà lại để cậu tới phòng làm việc của Skinner. Sau đó, cậu nhìn thấy bức thư đó. Hóa ra Skinner 5 lần 7 lượt gây khó dễ đều là muốn mượn cớ đuổi Linguini đi, sau đó chiếm lấy nhà hàng này. Remy lập tức cắp bức thư đi, cố gắng hết sức thoát khỏi sự truy sát của Skinner, sau đó giao nó cho Linguini. Thân phận con trai gắt Âu của Linguini được phơi bày. Mỗi ngày cậu đều phải chụp ảnh để làm poster, mà Remy lại thấy tất cả điều này đáng lẽ ra đều phải là của cậu. Là một con chuột, cậu không thể thay đổi được bản tính trộm đồ ăn, vừa hay gia đình dòng tộc của cậu vừa hay lại ở Paris. Gia đình trùng phùng, Remy tất nhiên là đối đãi với họ thật tốt rồi. Thế là cậu dắt cả đàn chuột về nhà hàng để ăn uống. Vừa hay việc này lại bị Linguini bắt tại trận. Cậu tức giận đuổi hết lúc chuột đi, sau đó cậu với Remy đường ai nấy đi luôn. Nhưng vào ngày hôm sau, nhà phê bình ẩm thực An to khét tiếng đã tới. Chỉ cần nghe đến tên ông thôi là các đầu bếp đều khiếp sợ bội phần. Ông yêu cầu Linguini làm một món có hương vị phải vừa lạ vừa quen. Nếu như cậu có thể làm hài lòng ông ấy, thì ông tình nguyện sẽ đánh giá tốt và tuyên truyền nhà hàng trên mọi mặt trận. Nhà phê bình ẩm thực hàng đầu khó khăn lắm mới chịu mở lời. Nhưng mà thử thách lần này thực sự là quá khó với Linguini. Bố của cậu là đầu bếp nổi tiếng gắt Âu cũng vì lời chê trách của An to mà tự sát. Nhưng Linguini không biết nấu ăn, không có Remy cậu như mất hết tất cả. Đêm hôm đó, không chịu được áp lực, Linguini đã nói ra cho mọi người biết. Mà lúc này, Remy đã quay trở lại. Bởi vì cậu nghe lời khuyên của gắt Âu, làm điều mình thích không cần phải quan tâm tới việc mình là gì đi chăng nữa. Cho dù là chuột thì cũng có thể vào bếp nấu ăn. Remy quyết định quay về, mà ngay khi cậu kể điều này ra cho các nhân viên nghe, mọi người đều cảm thấy vô cùng thất vọng mà bỏ đi hết. Nhưng đừng quên, bên cạnh Remy còn có cả đại gia đình đồ sộ như thế này. Một bầy chuột sau khi tắm rửa sạch sẽ liền bắt tay vào làm công việc trong bếp. Rất nhanh, món ratatouille đã được bưng tới bàn của nhà phê bình An to. Chỉ với một miếng, ông bỗng chốc nhớ lại hương vị món ăn mẹ nấu. Cho dù có khó tính đến đâu thì ông cũng không thể cưỡng lại trước món ăn của mẹ, dù cho đó chỉ là một đĩa rau củ hầm bình thường đi chăng nữa. Từ đó về sau, An to mỗi ngày đều tới nhà hàng để ăn món này, chỉ có điều không phải là ở nhà hàng gắt Âu nữa. Skinner vì báo thù nên đã báo cáo chuyện nhà bếp ở đây có chuột, khiến cho nhà hàng gắt Âu phải đóng cửa. Nhưng nó cũng không thể đóng lại cánh cửa ước mơ của Remy. Thế giới ẩm thực Paris trong tương lai bắt buộc phải có hình bóng của cậu. Bộ phim Chuột Đầu Bếp đến đây là hết. Nếu thích thì nhớ like và follow page mình nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn.